Ví dụ 1, thầy yêu cầu thu gọn đơn thức sau. A. 5 phần 2 x bình y mũ 4 nhân 6 phần 5 x y bình. Nào, ví dụ 1 của thầy nhé. Câu A này là 5 phần 2 x bình y mũ 4 nhân với 6 phần 5 x y bình. Được chưa? Thế thì đầu tiên thầy đã nói rồi. Bước đầu tiên là chúng ta nhân hệ số với nhau. Chúng ta bằng này. Chúng ta có 5 phần 2 này. Chúng ta nhân với 6 phần 5 này. Được chưa? Sau đó chúng ta nhân phần biến với nhau. Và cụ thể là chúng ta nhân các lũy thừa cùng cơ số. Đây chúng ta có x bình, chúng ta có x. Chúng ta có x bình nhân x. Chúng ta có y mũ 4. Chúng ta nhân với y bình. Và đây bằng. Em nhìn này, 5 với 5 rút gọn. 6 chia 2 thì được 3. Và chúng ta có là x mũ 3 nhân với y mũ 6 thôi. Được chưa? Tiếp theo này là câu B. Câu B có thể là như sau. Thầy yêu cầu là trừ 2 nhân rút gọn y x bình y mũ 3 nhân với trừ 0,5 nhân với x mũ 3 y mũ 4. Được chưa nào? Thế thì đây chúng ta rút gọn, tức là chúng ta cũng phải thực hiện đúng 3 bước. Đầu tiên là nhân hệ số, tức là âm 2 nhân với âm 0,5. Chúng ta có âm 2, chúng ta nhân với âm 0,5. Được chưa? Chúng ta có